Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng vị trí dự án 4 căn ở Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cụ thể vị trí Ngọc Ánh đứng ở đây là đường ô tô đi qua, vậy thì căn nhà cách vị trí ô tô nó chỉ rơi khoảng tầm 20m thôi mọi người nha. Mời mọi người theo Ngọc Ánh và cụ thể vị trí căn nhà với ngõ trước nhà là 2m, cách chủ đường ô tô đi lại 20m và cách cái trục đường chính nó khoảng tầm 200m mọi người nha. Với cái thông số nhà như sau. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Mặt tiền của ngôi nhà là 5m28 trên sổ đỏ. Và căn nhà này đã được hoàn thiện đầy đủ hết rồi, chỉ việc dọn đồ về ở. Sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Giá bán thì vô cùng rẻ mọi người ạ. Giá bán chỉ 1.550.000.000 thôi, rất là hợp lý mọi người nha. Sổ đỏ chính chủ mọi người nhớ nha, giấy tờ hợp lệ, giấy phép xây dựng đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với khách hàng có nhu cầu với cái căn nhà này, quý khách hàng chỉ bỏ ra khoảng tầm 700 triệu tiền mặt thôi, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ mình nha. Đây chính là mặt tiền của ngôi nhà 5m28 mọi người ạ, rất là rộng, được chủ đầu tư ốp gạch thẻ hết ở phần đằng trước nhà này đó. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, cửa lớp ngoài là sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tầng 1 của ngôi nhà thì là 30m trên sổ, nhưng mà tầng 2 mọi người có thể nhìn thấy, quan sát giúp em là có đây xây đua ra một chút đây này mọi người nhìn này. Đấy, 2, 3, 4 là xây đua ra. Vậy thiết kế cụ thể của căn nhà này như thế nào mọi người nha? Mọi người theo em vào vị trí tầng 1 của ngôi nhà. Đây chính là vị trí tầng 1 của ngôi nhà đây. Thiết kế khá là hợp lý. Đây là vị trí phòng khách mọi người ạ. Về gạch lát nền, trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng, hệ thống điện nước đều đã được hoàn thiện đầy đủ rồi. Căn nhà này đã xong hết 100%, chỉ việc xách vali về và ở thôi. Vị trí của ngôi nhà này thì rất là gần với chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học Đồng Mai mọi người nha. Cách bến xe Nghĩa 2km thôi, rất là gần với lại những cái tiện ích xung quanh ở đây. Thì đây chính là vị trí phòng bếp của ngôi nhà. Căn phòng bếp đều đã được hoàn thiện đầy đủ, chất liệu gỗ lim. Đấy, phụ kiện bếp đều được hoàn thiện chất liệu inox 304. Chậu rửa bát này, vòi chậu. Mặt bếp được ốp đá granite, xung quanh bếp là ốp gạch 30-60. Phần mặt tiền của ngôi nhà này có một cái cửa sổ nữa, hướng ra phía mặt ngõ mọi người nha, rất là thoáng. Đấy, cửa sổ cũng được thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm kính và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Gạch lát nền là kích thước 60-60 ở tầng 1 của ngôi nhà đây. Ở đây trần thạch cao cũng như là có cả một cái ống, có cả một cái dây đầu chờ để lắp quạt trần mọi người nha. Tầng 1 còn có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của tầng 1 thì đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Từ vị trí của ngôi nhà này đi ra quốc lộ 6 cũng rất là gần mọi người ạ. Đấy, đi ra trục đường quốc lộ 6, gần cực kỳ luôn. Cầu thang của ngôi nhà, cổ thang, tay vịn, cầu thang của trụ đều được thiết kế là gỗ lim mọi người nha. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, mặt bậc của bậc cầu thang được thiết kế là đá granite. Và mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà nhé. Thiết kế tầng 2 của ngôi nhà là thiết kế theo kiểu master hiện đại mọi người ạ. Đó là phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Phòng ngủ vô cùng rộng luôn nha mọi người. Bởi vì trên tầng 2 này xây đua ra cho nên phòng ngủ này nó khoảng tầm 25m². Đó. Có hai cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, có ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa. Ngọc Ánh xin nhắc lại với quý vị đang xem kênh của em. Giá chào bán của căn nhà này vô cùng hợp lý, chỉ 1.550.000.000 thôi. Vị trí là thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mọi người nha. Đó, trên tầng 2 đây rất là rộng. Nhà vệ sinh đây. Đây, mọi người có thể quan sát nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh của ngôi nhà đầy đủ hệ thống bồn cầu, sen tắm, lavabo. Đó. Rất là hợp lý, vị trí của ngôi nhà thì rất là gần với lại chợ dân sinh. Kiểu chỉ có đi bộ cũng đã ra được đến chợ rồi mọi người nha. Đi bộ chỉ khoảng tầm 100m thôi là ra tới chợ rồi. Toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà được thiết kế là cửa gỗ lim mọi người nha. Đây. Đấy.
Từ vị trí của ngôi nhà mà đi ra tới bến xe cũng rất là gần. Bến xe Nghĩa nó chỉ rơi khoảng tầm 2 km thôi. Và mời mọi người theo Hoàng Oánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhé. Bước lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, ở đây mọi người có thể nhìn thấy một cái cửa sổ ở phía cầu thang hướng ra bên ngoài để lấy không khí vào đây. Ôi, rất là thoáng này, gió mát cực kỳ luôn. Xem tầng 3 thiết kế ngôi như thế nào nhá. Tầng 3 thiết kế, tầng 3 của ngôi nhà cũng thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Đó. Tuy nhiên thì màu sơn nó được khác đi một chút. Ở dưới tầng 2 thì màu sơn màu vàng nhạt và trên tầng 3 là màu xanh mọi người ơi. Đó, diện tích phòng ngủ rất là rộng. Đây. Hệ thống đèn LED chiếu sáng. Ở đây hệ thống nước sạch được lắp đặt đầy đủ rồi mọi người nha. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Cái căn phòng ngủ tầng 3 này thiết kế tương tự như tầng 2 thôi. Cũng có nhà vệ sinh ở phía bên trong đây. Đầy đủ bồn cầu, lavabo, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống sen tắm, lóng lạnh. Cửa thông phòng. Như vậy bước lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà đã có hai phòng ngủ lớn rồi. Vậy thì tầng 4 thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo chân Ngọc Anh. Trên tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế như sau mọi người ạ. Gồm một phòng thờ và một sân phơi. Đây chính là ô phòng thờ của gia đình, của cái vị trí căn nhà này. Có cửa sổ đây hướng ra phía bên ngoài. Hướng nhà là hướng Tây Nam mọi người nhá. Giá chào bán 1 tỷ 550 triệu đồng. Giá 1 tỷ 550 triệu đồng là đã bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ. Chủ đầu tư có hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng. Đó, và đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Đấy. Dự án này là có 4 căn mọi người nha. Dự án có 4 căn và Ngọc Ánh chưa quay thì đã bán 2 căn rồi. Bây giờ chỉ còn 2 căn thôi mọi người ạ. Đây là phần để máy giặt. Đó, sàn thoát nước. Đấy, ở trên này đều được lắp mái tôn rồi. Với cái căn nhà 1 tỷ 550 triệu đồng thì quý khách còn chần chừ gì nữa mà không gọi cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì nhớ bấm vào nút like để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.